strong. Okay, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình nha. Thì nãy giờ nói mà nó không ra tiếng anh em à, nó không thâu âm được. Bây giờ mới gắn vô chỉnh lại, mất khúc đầu không nói được ha. Ok, thì ở đây thì gặp một bữa nay mình sẽ đánh cái đội hình phá giáp với luồng sáng anh em à, đi với slot ha. Bữa trước là đi với mây với xích rồi thì không đi với phá giáp thì nó lại quá là sai trái anh em ạ, quá là sai trái luôn. Tại vì cái em phá giáp này thì nó giảm giáp rất là mạnh ha, giảm giáp rất là mạnh cho nên là nó khá là ngon. Vì con boss ninja nó chém coi như là đi sạch luôn anh em ạ. Thì ở đây có cái con phá giáp, nó sẽ giúp cái con luồng sáng sức mạnh của nó tăng lên ha, nó khá là ngon. Còn SR thì đúng rồi là gắn từ đầu game đến cuối game thôi, nhưng mà cuối game thì vẫn phải cần luồng sáng ha. Đầu game với giữa game thì nó sẽ hồi được cái lượng PP cần thiết để mình lên đội hình. Nãy giờ trên đây ra được SR là ngon rồi, nói chung thì khúc này cũng không sợ gì lắm anh em à. Thì lại gặp một cái bạn đánh cái đội hình tham lam ha. Nói chung cái đội hình tham lam đó mình thấy cũng đâu có gì ngon đâu ta, nó chỉ mang tính chất nó hên xui nó cao anh em à. Về cuối game nếu mà gặp nhiều boss lửa thì thật sự là nó không có đam, không biết sao mà anh em lại thích chơi nhiều ha. Có lẽ là cái tỷ lệ boss lửa nó ra ít cho nên là anh em cũng đánh kiểu cầu may sao đó, chứ còn mình thì mình không đánh giá cao cái đội hình đó ha. Tất nhiên là nếu không ra con boss lửa thì nó rất là mạnh, nhưng mà tính chất hên xui quá anh em à. Thì ở đây mình đánh cái đội hình này thì chủ yếu là lên chấm cao thôi, lên chấm càng luồng sáng càng cao có phá giáp nó bút vô đánh nó càng mạnh anh em à. Nãy giờ cũng có đánh thử 1-2 trận thì đa số là gặp khống chế thì nhiều, gặp một anh bạn cũng khá là mạnh nhưng mà lại đi đánh slot với đế hoàng, không hiểu nổi luôn. Nó về late game nó không có đam anh em mà, chắc là test đội hình thôi. Chứ còn anh bạn đấy mình thấy là bóng rất là mạnh ha, một anh bạn người Đài thì phải. Ở đây thì mình cứ sao chép để lên chấm cao ha, đẩy chấm cao nhất có thể, đẩy lên luồng sáng cao với lại phá giáp thì chỉ cần 1-2 con thôi, lên được chấm cao là ngon. Trà đây quên phải giữ cái cặp, phải có được cái cặp sao chép 2 anh em mà, để phá cái con bản thể gốc. Đây có cái đường phá rồi nè, chứ không là nó hơi căng nha. Phá cái bản thể gốc để lấy cái con bóng mạnh hơn. nãy giờ bình luận cho nên là đánh nó hơi phân tâm. Đây ở đây thì mình đã lên được những cái con luồng sáng khá là mạnh nè, luồng sáng 5 nè, khá là ngon anh em. Mà thì ở bên kia đã có được những con Phượng Hoàng 7 SL 5 chấm rồi, khá là ok ha. Thì nếu mà anh em đánh cái đội hình phá giáp này thì nó rất là sợ khống chế. Nếu mà gặp team hoặc gặp đồng chạy luồng sáng gì đó nó đẩy thì nó khá là khoai. Đội hình này chủ yếu là đánh để đấu đam thôi. Nếu mà gặp những cái đội hình đánh đấu đam thì đội hình này nó cũng ngon. Nó cũng ngon đó, tại vì như anh em đi K5 thì cũng biết rồi, con phá giáp là một con không thể thiếu. Cái con ma điện thì nó ngược lại với con phá giáp đó. Ma điện thì nó bút trâu hơn, còn phá giáp này thì nó giảm sức phòng thủ của con quái đi rất là nhiều. Kể cả những anh em luồng sáng 19 20 thì mới thấy bỏ phá giáp, nhưng mà 19 thì như vẫn thấy bảo là vẫn có tỷ lệ tạch hay sao đó. Còn luồng sáng 20 thì có vẻ tự tin hơn. Ê, luồng sáng 20 thì có vẻ tự tin hơn ha. Đó, cho nên là cái con phá giáp này nó khá là ngon đấy anh em, mà nó giảm khá là sâu á. Như hồi xưa nếu mà anh em có đánh cái đội hình bão gió kết hợp với phá giáp á, thì nó bút cái lực công của nó trừ giáp đó, cho nên là cái lực công của con bão gió nó tăng lên rất là nhiều, là thấy rõ nhất về cái ưu điểm của con phá giáp này. Nếu mà hồi xưa anh em chơi từ đầu á, thì đánh với con bão gió là thấy được nó bút bá cỡ nào ha, nó trừ giáp hơi bị căng đó anh em. Chưa kể ở đây phá giáp còn có thiên phú nữa chứ, thôi rồi anh em, quá ngon luôn. Khúc này thì mình chắc phải lên bản thể, kiếm một cái con bản thể gốc to to rồi phá cái con bản thể này đi, cháo đổi anh em. Mà cái con 2 chấm này nghe nó hơi ngoại ha. Bên kia lên được những con Phượng Hoàng khá là cao. Tới khúc này thì mình nghĩ là không cần Phượng Hoàng chấm cao đâu. Rồi khúc kia hơi toang anh em. Mà liệu có kiếm được không? Không kiếm được rồi. Tí nữa thì mình quên anh em. Mà mãi nhìn bên kia tí nữa thì mất con bản thể 6, ra con bản thể 7 luôn này, áo thật sự. Thôi 6 được rồi anh em. Mà tham vừa nó không nên tham quá ha. Mình đang mãi nhìn vào bên kia có cái con SL7, nhưng mà lại không có cái con nào, không có sao chép anh em, không có sao chép cho nên là nó rất là khó mà phá bản thể gốc ha. Còn bên mình có sao chép cho nên là mình phá rất là nhanh. Mình lên, mình vừa đang cười bên kia thì bên mình ra được cái con SL 6 chấm, hay là mình kịp sao chép vô đó không là toạc rồi. Tí nữa thì bị người cười rồi anh em. Mà cười người hôm trước nhưng mà hên quá là hôm sau cười hoài, không có bị cười lại ha. Thì đó là cái ưu điểm của cái đội hình tham lam, nó rất là khó phá cái bản thể gốc, trừ phi mà anh em phải nhanh tay cơ. Ví dụ như mình cũng có một cái mẹo như thế này cho anh em chơi cái đội hình tham lam, tức là lúc đầu thì giữ một con bản thể gốc là 1 chấm thôi, sau đó anh em đợi mà nó hút một cái thì bắt đầu anh em mua ra được con bản sao cũng 1 chấm, thì anh em bắt đầu đi ghép nhanh tay vào, ghép những cái con chấm cao á vào nhau để lấy cái bản thể thứ ba, là cái con bản sao thứ ba đó. Thì lúc đó mình đang có cái con bản thể gốc với lại một con bản thể 1 chấm, nó chưa kịp hút, tại vì nó vừa mới hút thì mình ghép. Mà có những cái khúc này bạn bên kia này, những khúc này bạn bên kia ghép những con chấm cao vào thì kịp giữ, nhưng mà không kịp anh em. Mà không kịp, đó là cái mẹo mình chơi có vẻ hơi khó hiểu. Để lúc nào mình có cơ hội chơi cái đội hình tham lam, hình như đợt trước mình cũng có chơi với cái con xiềng xích rồi đó, nhưng mà không biết là trong đấy mình có nói cái ý này hay không, tức là cái mẹo để anh em kiếm được cái bản thể nó cao hơn ha. Nhưng mà ở giai đoạn đầu thôi, chứ còn về sau khi mà bóng nó lên quá cao rồi thì nó cũng rất là khó. Vậy là chơi cũng phải để ý xíu anh em. Mà ở đây mình lên được những con luồng sáng khá là to nè, thì khúc này nó giết boss rất là nhanh ha. Mấy con boss đẻ này thì không xi nhê ở cái giai đoạn này đâu. Đó, mình lên được những cái con luồng sáng cao, rồi được con phá giáp 5 với 3 chấm nữa thì nó hỗ trợ cho gọi là có vệ sĩ đứng đằng sau thì không còn sợ gì nữa anh em. Mà mới đó mà hiệp thứ 6 rồi nè, thì để xem là nó sẽ đấu đam được với cái đội hình tham lam kia như thế nào ha. Hy vọng là cái con bom nó không có ra trận này thì mình nghĩ là dù thắng dù thua thì cũng đang lên, anh em ơi. Thì nó nãy giờ kiếm nhiều trận quá mà đánh toàn là gặp cái đội hình gì đâu không, mà một là gặp khống chế thì hẻo non, có ăn được thì cũng là cái đội hình lăng kính mê hoặc. Nó nãy giờ gặp mấy lần rồi nhưng mà lăng kính toàn lăng kính chín thôi, ăn lăng kính chín thì nó cũng không hay. Nhưng mà cũng có trận thua nha, nó bút mê hoặc dữ quá thì cũng thua anh em mà. Về sau có gặp mấy trận lăng kính đó thì mình hàng luôn cho nó lẹ. Mà nãy thì gặp một anh bạn mạnh nhưng mà đội hình lại tào lao quá, để gặp mấy cái bạn chơi chém nữa thì thôi không làm được anh em, mà khó làm ha. Tại vì mình làm, mình muốn làm những cái trận ngẫu nhiên để cho nó thú vị á, chứ còn làm theo kiểu đánh với bạn thì nó cũng không hay lắm, kiểu như nó đánh không hết sức ha. Ok, đây thì con boss ra nè, thì đây mình đánh cái trận này mình thấy có vẻ ổn, gặp cái đội hình tham lam thì nghĩ đánh sẽ căng đó anh em, mà sẽ căng đó. Nếu mà con boss lửa không ra ha, con boss lửa ra thì bạn bên kia căng lắm. Còn bên mình thì bình thường nếu mà mình đánh như thế này thì mình nghĩ là khoảng tầm bình thường là mình đánh với tường. Mới nói xong con boss lửa ra luôn anh em à. Không biết là bạn bên kia có bước đi chân lật toát hay không đây. Nhưng mà mình thì mình sẽ không bút luồng sáng ha, mình sẽ để cho bạn đấy tự đép thôi. Mình nghĩ là không bút luồng sáng thì có khả năng là cũng mất máu anh em, mà tại hiệp thứ 7 rồi, con boss có thể nó khá là trâu. Thì có khả năng là mất 2 giọt máu thôi, nhưng mà hy vọng là con boss lửa nó đừng có ra nữa anh em, mà để mình đấu đam xem thế nào. Chứ nếu mà nó ra boss lửa nhiều quá thì đánh hơi chán. Đội hình thì mình nghĩ đội hình bên mình thì mình tạm thời mình để vậy đã, mình để vậy đó để xem là tí nữa con boss lửa ra nó có phá được không ha. Nó phá được chỗ nào thì mình mua lại, đừng phá vào con SL là được. Mấy bữa nay mình ra video hơi ít là tại vì vẫn chưa hết bệnh anh em à. Sốt đến tận 3-4 ngày lận nên anh em thông cảm ha. Chừng nào mình khỏe hẳn thì sẽ ra đều hơn. Cũng gần hết rồi nhưng mà giọng nó còn không có được trong trẻo lắm anh em à. Ok, thì chúng ta cùng chờ xem cái giai đoạn này thì bạn bên kia sẽ xoay sở như thế nào với cái con boss lửa ở đây. Ở đây thì mình thấy lực bên mình cũng khá là mạnh ha, khi mà có những cái con phá giáp nó hậu thuẫn cho con luồng sáng rồi slot nữa. Con phá giáp này nó vừa hậu thuẫn cho slot vừa hậu thuẫn cho luồng sáng, nó bắn thì rát lắm anh em à. Chà, phá ngay con luồng sáng 6 anh em à, còn gì đắng cay hơn chứ. Nó đè ngay cái con luồng sáng mà chấm cao nhất nó phá anh em à. Bởi mình ghét mấy con boss lửa này cực kỳ luôn á, không chỉ mấy bạn chơi bom ghét mà mình cũng ghét nữa nha. Nó ảo lắm anh em mà, nó lúc nó cảm giác như nó hiền nhưng mà nó hay phá mấy cái con chấm cao của mình lắm nha. Bởi vậy nó mới đau chứ. Bên kia thì mình nghĩ là có vẻ như là no hop anh em, tại vì cái con boss lửa này nó bút máu lại nữa, nó hồi máu lại nữa, chứ không thì chắc nãy giờ cũng chết rồi. Nó hồi máu lại cho nên là hơi khó ha. Với lại bạn bên kia gặp con ninja nè, bạn bên kia không có biết cái cách gọi là phá cái con bản thể gốc một chấm ra, đánh nó hơi kỳ. Tại vì giữ những cái con đấy thì yếu lắm, một chấm gì nó cũng bánh bèo lắm anh em mà. Mình nghĩ là không biết tại sao, lại đánh như vậy ha. Ở đây thì mình sẽ cố tiếp tục kiếm những cái con luồng sáng chấm cao cao xíu anh em mà. Phá giáp như này là đủ rồi, khá là mạnh anh em mà. Chứ bình thường mà tới những cái hiệp này thì mình nghĩ là nó cũng đuối dữ lắm đó, nó cũng thấy cảm giác nó hơi đuối rồi đó. Nhưng mà có con phá giáp nó bắn vô, nó trừ giáp mấy con quái này đánh cũng khá khét ha, cảm giác cũng khét đấy. Lúc này mình sẽ phá bớt đi, mấy con một chấm đi, đẩy chấm lên cao thêm tí nữa. Boss tiếp theo thì con boss ninja, thì con này chắc là cũng bị chém rồi, không thoát được đâu, khả năng bị chém rất là cao. Ở bên kia thì mình nghĩ là cũng bị chém thôi, tại vì giết chủ yếu bằng bom mà không có sốc đam được. Ok, ở đây thì từ từ đi, ở đây còn tăng trưởng kia kịp nở thì không bị chết ha, còn không là bị nó chém bay luôn á. Cái đội hình của mình chơi thì cũng kỵ cái con tăng trưởng, kỵ cái con ninja này với lại cái con boss lửa hồi nãy. tại vì nó là một con ninja thì nó làm giảm chấm quá, nó làm chậm chấm đều luôn. Còn cái con boss lửa thì nó xui xui, nó lại phá vào những cái con chấm cao, giết khá là mượt anh em à, công nhận không? Chưa tới khúc cua nha, boss chưa kịp tới khúc cua là thấy hẹo hẹo rồi đó. Khúc này tính bút luồng sáng để kiếm chỗ mở nhưng mà sợ chơi vậy. Rồi xong rồi anh em à, giờ thiên đã điểm rồi anh em à, khổ thật sự. Bởi vậy mình nói chơi cái đội hình mà tham lam mà đi Phượng Hoàng với Bom mình thấy nó kiểu gì á anh em à. Thì đánh Phượng Hoàng là chủ yếu là để không bị hào non á, nếu mà gặp những cái anh bạn mà đánh khống chế thì dễ bị hào non ha. Cho nên là cũng lý do đó cho nên là nhiều anh bạn lại đánh cái kiểu đánh Phượng Hoàng, nhưng mà Phượng Hoàng về cuối thì nó phế lắm, phế cực kỳ luôn em ơi. Lúc này thì chắc mua bóng cho vui thôi, chứ còn bạn bên kia thì thấy chuẩn bị là cũng bước đi chân là toát rồi đấy. Nếu mà con boss lửa nó không ra thì mình nghĩ là cái đội hình nó rất là trâu lắm. Ở đây thì mình thấy cũng có vẻ mình đuối rồi nè, mình chắc kết thúc trận đấu rồi chứ không mình lại thua, khéo mình lại thua anh em à. Ở đây mình bút nhẹ cái để mình kiếm chỗ mình ghép ha, mình cố gắng lên những cái con luồng sáng cao. Ở đây là có cái con sao chép 6 nó mới độc chứ không có gì để sao chép cả. Bạn kia thì mình nghĩ là chắc không trụ được qua con boss này. Ok thì thôi thì mình test vậy cũng được rồi anh em ạ. Tại vì nãy giờ gặp mình cũng ít anh em đi đấu đam lắm, kiểu như nó mất thời gian đó. Chả ai đi đấu đam nhiều cho nên là đánh cái đội hình đấu đam nó cũng hơi khó ha. Ok đây thì con boss lửa này nó không phá đi con sao chép 6 chấm đi, mình giờ đâu cần con đó nữa. Nhưng mà giết quái khá là lẹ anh em thấy không, quái khá là lẹ nha, giết boss chứ, giết boss khá là lẹ luôn á. Tại vì luồng sáng bản thân nó đã đánh boss mạnh rồi, mà có cái con phá giáp vô nó đứng bảo kê nữa thì thôi hết nước chấm. Ok, nếu anh em coi video clip thấy hay đừng quên like và subscribe để ủng hộ kênh của mình nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Anh em có chia sẻ gì thì có thể để dưới phần comment. Hẹn gặp lại anh em ở những video clip tiếp theo. Bye bye.